Chào mọi người ha. Thì hôm nay rảnh rỗi mình cũng xin làm cái video này. Video này là video đánh giá về những cái bên chỗ sàn thương mại điện tử Shopee ha. Thì mình là cũng là một con người bán hàng trên hàng bán hàng ở Shopee ha. Mình bán hàng ở Shopee tương đối là nhiều ha. Nhiều hàng thì mình đánh giá tương đối là tốt ha. Mình đánh giá về những khía cạnh, ví dụ như là khi mà các bạn mua hàng trên tất cả các sàn thương mại điện tử đó, thì cái đầu tiên mình ập vô cái đầu tiên mà tiếp xúc trực tiếp với mọi người đó chính là giao diện. Cái thứ hai nữa là tốc độ vào trang web có nhanh hay không. Cái thứ ba nữa là giá thành bán cho nó như thế nào, nó rẻ hay không, là mắc. Cái thứ tư nữa là chất lượng sản phẩm trên những cái sàn thương mại điện tử đó như thế nào, nó liên quan tới đội ngũ quản lý gian hàng, rồi đội ngũ sale, rồi đội ngũ quảng cáo, sale quảng cáo tùm lum đó. Rồi cái thứ ba nữa là chất lượng giao hàng, rồi chất lượng hậu mãi như thế nào, rồi chất lượng giá đó, nói chung về giá đó. Rồi cái thứ tư nữa là nó sâu hơn là có những ưu đãi như thế nào so với người bán, thì nó cũng rất quan trọng. Cái này nó không ảnh hưởng tới người mua lắm, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng, nó cũng ảnh hưởng ha, tại vì tùy vào sàn thương mại điện tử mà nó lấy phần trăm nó khác nhau. Ví dụ như là tùy sàn, cái sàn nó lấy phần trăm của người bán rất là lấy tương đối cao. Còn mình thấy xưa Shopee thế nó cũng ổn lắm ha, nó cũng được lắm, mình cũng so sánh, không có so sánh nhiều, nói chung nó cũng ổn, nó không có cao như ở bên chỗ sàn kia. Nói chung mua sàn, nó sàn khác, sàn khác thì không mua, không nói lắm, không tiện nói lắm ha. Mình đánh giá tương đối tốt về Shopee nên mình làm cái video này. Thì các bạn, ví dụ các bạn có mua hàng trên Shopee thì các bạn có nên mua không, thì các bạn nên thử đi, các bạn nên thử mua hàng trên Shopee thử ha. Thì tùy vào, ví dụ như là sàn thương mại điện tử nào nó cũng có những cái gọi là trục trặc ha. Ví dụ như có những cái lỗi này bên nhà vận chuyển, hay là những cái lỗi này đó, thì nó sẽ có những lỗi nhất định cho, như chứ không phải là không có lỗi ha. Thì hôm nay mình làm video này, mình đánh giá những cái phần đó. Cái thứ nhất ha, là tốc độ, cái đầu tiên mà ập vô mắt mình ha, ập vô tiếp xúc trực tiếp với mình, đó chính là cái giao diện của cái PC, giao diện của cái điện thoại ha. Thì những cái giao diện đó, ví dụ như mình thấy giao diện mình đăng nhập cho PC nè, mình đăng nhập cho PC vô trang web ha, mình bấm shopee.vn ha, thì nó vô rất là nhanh, vô rất là nhanh. Rồi mình vô ra điện thoại, vô app bằng app Shopee rất là nhanh, giao diện rất là nhanh, vô lót rất là nhanh. Cái thứ hai nữa, giao diện bên Shopee nó tương đối là dễ nhìn ha, rất là dễ nhìn, rất là trực quan, dễ nhìn. Hiện nay thì tất cả các giao diện trên những trang web của sàn thương mại điện tử nó tương tự như nhau hết. Sàn này sàn kia, bốn năm sàn nó tương tự nhau hết. Thì mình thấy ra sàn thương mại điện tử Shopee nó cũng tương đối là dễ nhìn, nó cũng tương tự như nó thôi. Nó cũng có là số lượng bán ra trong bao nhiêu tháng, chất lượng đánh giá dịch vụ bao nhiêu sao, mấy sao đó, rồi mà bán bao nhiêu cái trong một tháng, bán bao nhiêu bà từ từ khi mở tới khi bán là bán được bao nhiêu cái. Rồi nó cho phép đánh giá nhận xét từng sản phẩm, từng người bán ha, đánh giá nhận xét của người mua luôn. Ví dụ các bạn mua như thế nào, các bạn mua bạn cần trả hàng như thế nào, nó vẫn cái người bán được phép đánh giá người mua, và người mua cái được phép đánh giá người bán, đánh giá một sao, đánh giá về chất lượng dịch vụ. Rồi bên chỗ đã cái đó mình đánh giá về giao diện, về những cái tính năng giao diện, cái thứ nhất đập vào cái con mắt của mình ha, cái là giao diện về tốc độ lướt web. Cái thứ hai nữa là về giá cả ha. Mình thấy giá cả bên Shopee nó ổn, tương đối ổn ha, hàng hóa đưa ổn, nó chịu tác động từ cái dịch, từ cái gì, từ cái vụ mà đánh giá lấy phần trăm từ cái người bán. Ví dụ như cái sàn Shopee lấy phần trăm từ người bán rất là cao, thì cái người bán nó sẽ đẩy hàng cao lên để người ta bán, thì giá thành nó sẽ mắc hơn ha. Thì nó vẫn một chút nào nó vẫn ảnh hưởng tới sàn ha. Sàn thì mình thấy bên Shopee nó lấy phần trăm của người bán, nó tương đối ổn ha, nên mình thấy hàng đó nó cũng tương đối là rẻ ha, hàng hóa tương đối là rẻ, hàng mình thấy hàng nó cũng chất lượng lắm ha. Mình mua hàng mình lựa vào
tùy về các bạn thôi. Mình lựa vào những cái gian hàng uy tín, gian hàng mà có nhiều người mua thì mình sẽ mua những hàng đó thôi, thì nó tương đối là uy tín. Trừ những trường hợp mà nó bị lỗi, thường thường chắc chắn nó bị lỗi, ví dụ khi mà bạn bán nó sẽ cái những hàng lỗi, hàng đổi trẻ rồi ha, thì có những hàng đó nhưng mà mình mua, mình hiện giờ ví dụ khi mình mua là mình lấy luôn, mình không đổi rẻ, ít đổi rẻ lắm. Thì mình hàng mình lừa, tại vì khi mình mua hàng á, mình đã lừa người bán sẵn rồi, cái người bán ok bán nhiều hàng rồi, mình đã từng nghe rồi, mình đánh giá rồi ha, thì nó sẽ có những cái đánh giá tốt tốt đó, mình sẽ mua những cái gian hàng đó như vậy ha, đánh giá 5 sao 4 sao đó, có nhiều bình luận, có nhiều tranh luận đó. Thì hiện nay thì có những gian hàng hiện nay vẫn vẫn có ha, tất cả các sàn luôn chứ không phải là riêng riêng sàn Shopee, thì vẫn có những gian hàng mà người ta sẽ mua lượng tương tác, ví dụ mà người ta sẽ mua cái lượng mua lượng bán, lượng tương tác, lượng truy cập luôn đó các bạn đó, thì nó sẽ mua. Hiện hiện nay mình buôn bán trên Shopee ha, thì hàng ngày luôn, hàng ngày thì có những cái dịch vụ quảng cáo rằng nó gửi tin nhắn tới mình rồi. Mình rất là bực cái vụ này. Mình buôn bán hàng á, thì nó sẽ gửi những tin nhắn mà chào hàng, cái vụ chào hàng cái lượt tương tác á, ví dụ như là bao nhiêu triệu đồng á, thì một lượt tương tác gì đó, mấy lượt mấy trăm lượt cái đó, cái lượt theo dõi, lượt đấy người ta sẽ mua ha. Thì mình thấy chắc là nó cũng tác động tới đi, nó vẫn có tác động tới cái vụ mà mua hàng ha, mua hàng từ cái người mua, nó vẫn có tác động tới người mua hàng nên người ta mới mua ha. Thì hiện nay mình thấy rất là nhiều ha, rất là nhiều mình buôn bán cái này, là hiện nay một ngày mình nhận được 4 thông tin, 3 thông tin hơn, các trường hợp là 4 thông tin gì đó. Thì chào hàng là cái giá, gọi là cái giá tương tác, cái sự tương tác rất là quan trọng ha. Thì hôm nay mình đỡ tương tác, mình sẽ đăng lên live stream bán hàng ha. Cái tiếp theo nữa là giá cả nó rất là ok, nói chung là giá cả nó ok, mình đánh giá rất là ok sàn thương mại điện tử Shopee. Còn ví dụ giao hàng hiện nay thì Shopee nó liên kết với những nhà giao hàng, ví dụ giao hàng nhanh, giao hàng tiết kiệm, riêng tới Express ha, có Viettel, rất là nhiều giao hàng, nhà giao hàng Viettel, bưu điện Viettel, rồi tới bưu cục hành chính đồ tùm lum, rất là nhiều nhà giao hàng. Hiện nay trên Shopee nó vẫn có một cái vụ giao hàng là Shopee Red, chính chính nó chính thằng Shopee luôn, chính thằng Shopee nó tự giao hàng luôn, nó phát triển một cái dịch vụ Shopee Red thì nó giao hàng các bạn, tất cả các bạn luôn ha. Thì nói chung thì như vậy, đánh giá như vậy. Còn cái giao hàng thì giao hàng mình thấy nó giá cả giao hàng nó cũng ok lắm ha, nó cũng ok lắm. Nó sẽ cho mọi người, ví dụ khi mà mọi người mua hàng thì nó sẽ cho mọi người lựa chọn cái nhà vận chuyển, ví dụ như mình mua hàng này thì mình lựa nhà vận chuyển này nó rẻ hơn hay là đắt hơn xíu, thì chất lượng ok, chất lượng phục vụ ok, còn là đó. Nói chung là tiêu mình lựa luôn, có tất cả mình tự động luôn, có thể mình chọn lựa được, mình chọn được cái người mua này thôi, mình chọn được cái gian hàng mình mua, mình chọn được cái gian hàng mình gửi cái gian hàng, mình chọn được cái gian hàng mình vận chuyển vừa à, vận chuyển đi ha, vận chuyển đi vận chuyển về đó, rồi rồi đó. Nói chung là vận chuyển vấn đề vận chuyển là rất là ok, rất là ổn ha. Còn cái tiếp theo đó chính là cái phần trăm từ người bán. Tất cả các sàn thương mại điện tử hiện bây giờ thì lấy phần trăm của người bán, tất cả các sàn đều lấy phần trăm ha. Ví dụ mình là bên sàn thương mại điện tử Shopee thì lấy 2 hay 3% gì đó, mình không rành lắm, tầm 2% thì nhớ không nhầm là 2% thì phải. Thì nó có tác nó sẽ tác động tới người mua, ví dụ mà sàn thương mại điện tử mình lấy giá thành nó phần trăm nó cao quá thì người ta sẽ đẩy gian hàng nó cao, đẩy hàng hóa giá cả nó cao lên. Còn dù lấy tương đối được thì nó sẽ lấy những phần trăm rất là thấp, thì giá cả của sàn nó sẽ rẻ hơn đó, thì bạn có thấy được không? Rồi nói chung là dịch vụ bên Shopee là thấy rất là ổn ha, rất ổn. Mình có một lưu ý nhỏ ha, khi mà các bạn mua hàng trên Shopee thì bạn lựa những nhà hàng uy tín, những nhà hàng mà rất là ok thì bạn mua, đánh giá nhiều ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình ha.
Rồi hẹn bạn gặp bạn trong những video lần sau ha. Hiện nay thì trên trên sàn thương mại điện tử rất là nhiều sàn, rất là nhiều sàn, mà thấy sàn Shopee là ok nhất ha. Rồi cảm ơn.